Xin chào tất cả các bạn, mình là An đây. Hôm nay là ngày chủ nhật nên là mọi người đã nghỉ hết rồi các bạn. Mình xuống xưởng để rửa hai cái súng sơn từ bữa cuối năm về mình không kịp rửa các bạn. Nên mình phải rửa để xịt cho nó đều các bạn. Trong quá trình rửa thì mình sẽ chia sẻ xem cho các bạn cách để mà rửa súng sơn các bạn nhé. Đây các bạn, đây là hai cái súng sơn của mình. Nó đã quá cũ rồi các bạn. Súng này đã quá cũ, bây giờ mình sẽ lấy ra mình mở ra mình sửa nó các bạn. Đây các bạn, đây là bộ dụng cụ mà để mình để dùng để rửa súng các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra trước các bạn. Vì cái vít này mình để lâu quá nên là rất là khó tháo. Ở đây mình dùng vít chứ không dùng bằng lon, không dùng lon các bạn nhé. Mình sẽ treo bình lên thôi, đổ dầu vào trên bình và treo lên. Trước đây thì dùng bằng lon các bạn, nhưng hôm nay dùng lon thì hơi lâu, xịt sơn lâu lắm nên là mình sẽ không dùng bằng lon. Đây là súng sơn của Việt Nam các bạn, súng R21 các bạn, R21X, nhưng mà nó đã quá lâu rồi, cái này mình dùng được 2 năm rồi. Trước kia mua thì 1,50 triệu các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo ra và mình rửa hết các cái lỗ nhỏ ở đây các bạn nhé, bị bám rất là nhiều dầu trong này các bạn. Nếu mình không rửa thì vít của mình nó ra không đều các bạn. Nếu mà ra không đều thì dầu nó hay bị cháy các bạn. Nên là mình phải rửa sạch hết mấy cái lỗ này. Đây những cái lỗ này mình sẽ rửa sạch hết các bạn nhé. Rồi mình sẽ tháo ra hết các bạn. Đây các bạn, những cái lỗ này nó rất là hay bám dầu ở đây các bạn. Đây nó quá bẩn nữa các bạn. Bây giờ mình phải thông cái lỗ này. Mình sẽ tháo hết ra các bạn nhé. Đây một cái kim của nó. Cái kim này các bạn nếu mà muốn rửa thì đừng nên để cho nó cong các bạn nhé. Lại cái đầu này đừng nên để cho nó toe cái đầu này đi các bạn nhé, sẽ hư mất cái đầu này các bạn. Ở đây là cái ròn của nó các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo cái ròn trong này ra. Ở trong này nó có một cái ròn để giữ dầu lại các bạn nhé. Nếu mà các bạn để làm mà để rớt mất cái ròn trong này thì dầu nó sẽ xì ra ở đây thì nó là khó sửa luôn. Mình sẽ dùng cái gì nhọn nhọn để mình cải bớt cái nát trong này ra các bạn. Ở đây là cái dùng để chỉnh hơi, dùng để chỉnh dầu to nhỏ cả. Cái này chắc không tháo được vì nó quá lâu rồi. Quá lâu nên là rất là khó tháo luôn các bạn. Với lại cái này nó cũng không ảnh hưởng gì nên là mình sẽ không tháo ra. Đây là hơi để chỉnh hơi to nhỏ các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ rửa cái đầu này trước các bạn. Thế thì ta đã phải đi lấy thêm một ít xăng để rửa các bạn nhé. Đây là cái ô xăng đó bạn. Nó quá bẩn rồi. Ô xăng này mình dùng quá lâu nên là rất là bẩn. Giờ ta sẽ cậy hết
những cái dầu chết nó nằm trong này các bạn. Đây là dầu nó chết, nó sẽ nằm, nó dính ở trong này, làm sạch nó đi đã, trước đã. Trong quá trình rửa thì các bạn nên nhớ phải giữ cẩn thận cái đầu nhỏ nhỏ này nhé. Tại vì cái đầu nhỏ nhỏ này mà để nó mẻ hoặc là nó méo thì dầu nó sẽ hở ra và nó ra không đều các bạn. Dầu mà ra không đều thì ta xịt, khi ta phun sơn thì nó sẽ chảy dầu các bạn. Nên là chỗ hiện tượng là chỗ khó chỗ không các bạn. Vì thế nên là những cái súng sơn này thì mình phải nên rửa thường xuyên. Sau khi mình sơn xong thì mình xúc cho nó sạch đi, nếu không thì mình để thế thì súng nó sẽ rất là mau hư các bạn. Các bạn nhìn thấy cái súng này mình dùng hai năm rồi, nhưng mà bên ngoài nó cũ nhưng mà bên trong mình sơn vẫn còn tốt các bạn, tại vì mình rửa nó thường xuyên các bạn. Đây là loại súng sơn Việt Nam rồi nhé. Còn cái loại súng sơn của Đài Loan thì hoặc là súng sơn của Nhật thì nó là đắt hơn các bạn. Súng AK-71 thì nó sẽ có tầm giá là khoảng 1,8 triệu các bạn. Nhưng mà mình cảm thấy sử dụng súng R21. R21 này của Việt Nam thì cũng rất là tốt luôn đó. Tầm giá là vừa giá, tầm khoảng hơn 1 triệu là mình có thể mua được một cái súng như này rồi. Nếu các bạn mà làm những công trình nhỏ hoặc là làm cho cá nhân mình thì các bạn nên mua những cái súng nhỏ rẻ tiền hơn, thì khoảng vài trăm cũng có cái súng các bạn. Để làm nhiều thì xài những cái súng đó nó sẽ rất là nhanh hư, mà dầu nó ra thì không đều nữa. Rồi sẽ chết các cái đất đai dính ở trong này các bạn, các cái dầu chết trong quá trình mình sơn thì lâu ngày dầu nó sẽ bám ở trong này nhiều, nên là mình sẽ chà đi hết rồi. Ở bên kia có cái máy chạm, bên cạnh mình có cái máy chạm, nó kêu o o o nhìn ồn quá. Rồi sau khi mình rửa bên ngoài nó đã tương đối sạch rồi thì mình sẽ rửa vào trong những cái lỗ nhỏ này các bạn nhé. Các bạn nên nhớ là đừng nên cho cây sắt hoặc là những cái cây gì nó cứng nó cho vào cái lỗ này nhé các bạn nhé. Nó sẽ hư cái lỗ này thì dầu nó ra không đều. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái này là cái mũi khoan các bạn. Mình cho vào đây thì nó rất là vừa, mình cho để mình xoắn các bạn. Mình xoay như này cho nó sạch cái lỗ. Những cái dầu bám ở trong này thì nó để theo cái mũi khoan nó đi ra luôn. Nên là súng mình thường xuyên rửa nên là nó cũng không bẩn lắm. Các bạn lưu ý là súng sơn này sau khi mình xịt xong thì mình sẽ rửa bằng xăng ngay nhé các bạn. Rửa bằng xăng sạch sẽ xong gác khô lên. Các bạn đừng nên ngâm vào xăng nhé. Vì ngâm vào xăng thì nó sẽ mềm hết tất cả các cái ron của nó trong này. Đấy, nó sẽ mềm, những cái ron trong này thì nó sẽ hở dầu. Khi mình sơn thì nó sẽ ra dầu rất là ghê luôn. Các bạn nên chú ý là đừng nên ngâm vào xăng lâu đó nhé. Mình chỉ rửa sạch xong rồi mình bỏ lên khô lên thôi. Đây bây giờ nó đã sạch rồi, mình sẽ dùng một tí hơi đẩy nó ra. Đã như vậy là tương đối ổn nữa các bạn. Cái này là cái quan trọng nhất các bạn. Cái này là cái này để điều chỉnh dầu nó ra cho nó đều. Nếu mà một trong những cái lỗ này mà nó bị tắc thì dầu nó sẽ ra không đều. Bây giờ mình sẽ dùng cái sắt nhọn như thế này, mình sẽ chòi cho mấy lỗ nó thông đi. Cái loại súng Nhật VK-71 thì nó mắc tiền và dầu nó ra đều. Nhưng mà để bóp cho nhẹ thì cái loại súng này thì mình bóp nó nhẹ hơn các bạn. Loại R-71 thì bóp nó rất là nặng luôn. Mình đã sụp dùng sơ cái súng R-71 rồi, bóp nó rất là nặng. Còn cái loại súng Việt Nam này đôi khi thì dầu nó sẽ ra không đều bằng cái R-71, nhưng mà mình bóp nó nhẹ hơn các bạn. Quan trọng là mình xuyên rửa thì nó sẽ ra đều thôi. Những cái lỗ này các bạn đừng nên chọt kỹ quá nhé, tại vì chọt nhiều quá thì nó sẽ rộng cái lỗ đi,
ra mà trong quá trình mình chọt hay sao nó lại làm hư những cái lỗ nhỏ này thì dầu nó sẽ ra không đều các bạn, ra bên cao bên thấp các bạn. Đây mình sẽ cạy hết những cái mảng bám ở trong này ra các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ rửa bên trong cái này các bạn. Đây nó sẽ có rất là nhiều cái mảng bám ở trong này. Trong quá trình mình xịt thì dầu nó sẽ bám ở trong này rất là nhiều. Vì súng này của mình sử dụng đã quá lâu rồi nên là chắc là mình phải đầu tư một cái mới khác. Ở trong nó có một cái ron các bạn. Thông thường những cái súng mới thì lấy cái ron này ra rất là dễ, nhưng mà cái này nó lâu quá nên là nó cứng rồi, nó không ra được. Đây các bạn, đây dầu nó rất là thường xuyên nó hay bám đây làm cho nó nặng. Cái này, cái vít này mình bóp nó sẽ nặng. Nếu mà các bạn không siêng rửa cái này thì bóp trong quá trình mình sơn thì bóp rất là nặng, nên là mình phải rửa sạch sẽ, cạo hết cái dầu trong này ra các bạn, cạo cho nó hết dầu trong những cái này ra. Chứ khi mình đúc cái này vào đẩy cảm giác nó nhẹ nhẹ là ok đấy các bạn. Đây rất là nhiều mảng bám trong cái lụa này các bạn, mình phải chọi ra nó hết, cho nó hết ra. Bây giờ nó đã nhẹ đấy các bạn. Đó, mình chỉ rửa sơ qua nó vậy thôi, không cần phải rửa kỹ bên ngoài sao kỹ đó các bạn nhé. Chủ yếu là bên trong nó thông là nó đều, nó ra dầu đều là được. Giờ mình sẽ lắp vào các bạn. Bạn nên lắp cái này vào trước các bạn nhé. Đây, bạn lắp vào trước. Sau đó thì bỏ cái lò xo này vào. Bạn đút vào đây và ấn vào nhé. Các bạn nhìn xem này. Đút vào đây xong ấn vào. Xong là nắm tay này xoay các bạn nhé. Nó sẽ dễ dàng vào hơn. Đó, giờ bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái con ốc này, mình sẽ vặn khi nào mình bóp cảm giác nó nặng nặng tay là được. Chặt quá thì nó nặng tay lắm, mà nó sẽ nó để bóp thì mỏi tay, hở quá thì nó sẽ ra dầu các bạn. Nên là mình bóp thì bóp mình sẽ vặn vừa phải thôi. Bây giờ mình sẽ lắp cái này vào. Cái này thì các bạn nên vặn chắc vào nhé để khỏi xì dầu ra đây. Bạn nên lưu ý là nếp sơn, trong khi bạn sơn xong thì bạn nên rửa cái đầu này cho nó sạch cho mình. Mỗi lần bạn sơn xong thì cái dầu nó đang còn ướt là mình rửa nó dễ dàng hơn. Bây giờ thì mình sẽ gắn nó vào các bạn nhé. Đây là hai cái dây, một dây này là dây hơi các bạn, một dây này là dây để dầu nó vào trong súng các bạn. Trước khi thì mình dùng bằng lon, mình lắp cái lon vào đây, lắp cái lon vào đây các bạn nhé. Nhưng bây giờ mình không dùng bằng lon nữa, mình dùng bằng một cái bình treo cao lên mà. Mình sẽ lắp vào đây, ở đây mình lắp bá hơi. Xịt bằng kiểu này thì nó sẽ hơi tốn dầu hơn là xịt bằng bằng lon các bạn nhé. Nhưng mà nó sẽ nhanh hơn. Đây là cái bình mình đổ dầu trong này mình sơn các bạn nhé. Đây là bình màu, ở trên kia là bình dùng để sơn bóng, mình sẽ kéo lên đó. Mình sẽ sử dụng hai cái này, nhưng mà cái này nó sạch rồi mình không sẽ không rửa nữa, mình rửa qua cái này thôi. Đây các bạn, có vẻ nó ra dầu, mình sẽ vặn sát thêm một tí nữa các bạn nhé. Nó thường xuyên ra dầu ngay đây các bạn, nếu các bạn vặn không sát vào thì nó sẽ ra dầu ngay đây. Là ra đều các bạn, dầu nó ra như vậy là ok các bạn nhé, nó ra không bên nào ngắn bên nào dài các bạn. Nếu mà rửa không kỹ thì hai bên nó sẽ không bằng nhau các bạn, nó ra hai bên này nó không bằng nhau. Các bạn nên xoay cái này đừng để cho nó cứng các bạn, vì nếu mà bên này nó không đều thì mình sẽ xoay sang bên kia. Đây mình sẽ xoay sang bên kia này. À,
Nó ra như vậy là đã quá đều rồi các bạn. Vâng, và video của mình đến đây kết thúc các bạn nhé. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy comment bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Nếu thấy hay và bổ ích thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn nhé.